Dạ rồi, chào anh em, chào các bác nhé. Tiếp tục thì hôm nay em test cặp loa Tainoi Y12 gửi cho khách ở Bắc Ninh em nha. Đây, thì cũng đã lau chùi, dọn sạch sẽ đẹp đẽ cho ngày hôm qua ha. Tương tắc test trước khi lên đường cho khách này, rất đẹp luôn nha. Con này thì 400W, anh em nghe hát karaoke quá ok luôn. Thậm chí nghe nhạc vẫn hay. Đây, anh em nghe mở như nhuyễn nè. Ở đây mình mở loa không sấp anh em nha. Kết hợp cùng với con đẩy CTS 1200, con vang là Gutin 950 Brabus ha. Đó. Nhất nhẹ cho anh em nghe nè, không sấp không gì anh em, chỉ loa không nha. Chưa có lớn dữ anh em nha, chưa hết công suất em nói đâu. Đấy, bây giờ em kiếm một bài nào mạnh mạnh cho anh em nghe nha. Tủ lạnh Samsung giới thiệu ẩn sau thiết kế bespoke thời thượng là quầy mini bar sang hiệu Paris Center mới. Trước khi đóng gói lên đường cho khách ở Bắc Ninh nha. Rồi, thì còn test tiếp tục con Boss 600SR cùng với cặp loa Bow 301 Series 3 cho anh khách ở Cần Thơ luôn nha. Đấy. Rồi, anh em nào yêu các sản phẩm khác thì alo cho em nhé. Hôm nay sẽ về ba cặp full tiếp tục của Tainoi anh em nha, dòng đời mới nha. Rất là ok anh em, chờ chút xíu nha. Chờ em tối nay lên sóng cho anh em ha. Rồi, chào anh em, chào các bác nha.